Hoan hỉ đón chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy gia cát. Thưa quý vị, cầu mong biết trước được số phận của mình là điều mà hầu hết mọi người đều mong muốn. Để giải đáp vấn đề này, từ xưa, cổ nhân đã có truyền lại một bí kíp gọi là tử vi, giúp cho quý vị và các bạn nắm bắt được vận mệnh của mình trong từng năm. Việc xem tử vi năm 2023 Quý Mão cho những người tuổi Quý Mão sinh năm 1963 sẽ giúp quý vị nắm được vận mệnh của mình trong năm 2023, qua đó biết trước được những điều tốt xấu có thể xảy ra trong từng năm với quý vị. Xem tử vi cho tuổi Quý Mão sinh năm 1963 trong năm 2023 Quý Mão sẽ giúp quý vị biết được thiên cơ, từ đó sẽ có những phương hướng hóa giải và phòng tránh để có được may mắn, tài lộc, hanh thông thuận lợi. Trong phần luận giải chi tiết ngày hôm nay về tử vi của tuổi Quý Mão sinh năm 1963 sẽ chỉ ra chi tiết về vận trình tài lộc, gia đạo, công danh, sự nghiệp và sức khỏe của người tuổi Quý Mão. Trong phần luận giải này, thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt cũng sẽ chỉ ra cho quý vị và các bạn những phương pháp hóa giải giúp quý vị và các bạn có được tài lộc, hanh thông, may mắn và bình an. Xin mời quý vị cùng theo dõi về lá số tử vi của những người tuổi Quý Mão sinh năm 1963 ngay sau đây. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh thái tuế khi cúng sau thờ ngoài sân để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Quý Mão sinh năm 1963 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Quý Mão sinh năm 1963 nữ mạng trong năm 2023. Bước sang năm 2023, những người tuổi Quý Mão đa phần đều đã đến độ tuổi nghỉ hưu. Có thể ban đầu khi phải rời khỏi vòng quay quen thuộc, bản mệnh sẽ cảm thấy không quen, buồn tay, buồn chân và chán nản vì không có việc gì để làm. Nhưng sau một thời gian, gia chủ sẽ thấy mình được nhàn hạ, không còn phải lao tâm khổ tứ suy nghĩ ngược xuôi, cũng như có nhiều thời gian để chăm sóc bản thân và dành cho gia đình hơn. Vậy nên trong năm, cần điều chỉnh tâm lý, thay đổi một số thói quen sinh hoạt trước kia, tận hưởng quãng thời gian về hưu đúng nghĩa. Hãy làm những việc mà mình thích để cuộc sống hàng ngày thêm phần thú vị, chẳng hạn như bầu bạn với bạn đời, giúp con cái chăm sóc trẻ, chăm sóc cây cối, vườn tược trong nhà. Những hoạt động nhẹ nhàng này sẽ làm cho cuộc sống trở nên đầy màu sắc, cũng rất tốt cho sức khỏe và hỗ trợ giấc ngủ. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Quý Mão sinh năm 1963 nữ mạng gặp phải. Sao chiếu mệnh là sao Thái Dương, vận hạn, địa võng, hạn tam tai. Năm 2023, gia chủ tuổi Quý Mão không phạm tam tai. Hạn hoang ốc, không phạm hoang ốc, kim lâu, không rơi vào hạn kim lâu. Về địa chi, gặp năm tuổi và cục diện trực thái tuế, người tuổi Quý Mão gặp khá nhiều bất lợi và biến động ở khắp các phương diện của cuộc sống trong năm nay. Người xưa thường nói, đương đầu thái tuế, vô phúc liền có họa, tai ương có thể ập tới bất cứ lúc nào. Xét về mối quan hệ thiên can, quý âm thủy gặp quý âm thủy là tỷ kiên, nghĩa là tỷ hòa với bản mệnh. Trong năm này, gia chủ tuổi Quý Mão cần đề phòng có tranh chấp với gia chủ, em hoặc bạn bè, người thân quanh mình. Cũng cần cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục, thể thao, tránh quá sa đà vào công việc khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt dẫn tới bạo bệnh. Trong năm Quý Mão 2023, gia chủ Quý Mão sinh năm 1963 cần chú ý tháng Tân Dậu, tháng 8 âm lịch, từ ngày 15 tháng 9 đến 14 tháng 10 năm 2023. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ tuổi Quý Mão. Vào những ngày này, gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không đâu ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Quý Mão sinh năm 1963 nữ mạng. Trong năm 2023, gia chủ nữ mạng Quý Mão gặp sao Thái Dương chiếu mệnh. Sao Thái Dương là một cát tinh thuộc hành hỏa, là một phúc tinh thường chiếu mệnh cho bên nam giới. Sao Thái Dương là đệ nhất cát tinh trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Khi gặp sao này, nhiều vượng khí cắt lợi khiến cây khô cũng phải đâm chồi nảy lộc. Khi sao Thái Dương chiếu đến sẽ có những tác động đến mệnh chủ như làm ăn được phát đạt, gặp may mắn trong việc buôn bán. Trong năm mà gặp sao Thái Dương chiếu mệnh, thường có cơ hội thăng quan, tiến chức, danh vọng, uy tín, tên tuổi hiển hách, lẫy lừng. Giai đoạn thuận lợi nhất là vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch là hai tháng đại cát. Hóa giải,
làm lễ cúng sao giải hạn vào 11 giờ đến 13 giờ ngày 27 âm lịch hàng tháng. Vì thời điểm này là khoảnh khắc sao Thái Dương đang viên chiếu sáng nhất. Chính lúc này sẽ có Đức Nhật cung Thái Dương Thiên Tử tinh quân giáng trần, chuẩn bị đồ cúng bao gồm hương hoa, trà quả, nước, chầu cau, 12 ngọn nến, đinh tiền vàng, mũ vàng và muối gạo. Lưu ý đồ lễ tất cả phải là màu vàng. Trường hợp có màu khác thì phải dùng giấy có màu vàng bọc vào, chuẩn bị bài vị có màu vàng ghi chữ Đức Nhật Cung Thái Dương Thiên Tử Quân, hoặc có thể vận dụng yếu tố phong thủy để khắc chế. Vì sao Thái Dương là mặt trời chủ về nhiều điều tốt đẹp, nhưng có điều sau này có phần kỵ và mang tai ách đến với nữ giới. Mặc dù không quá nặng nhưng cũng nên dùng hành thổ để tiết khí hành hỏa của sao Thái Dương, nhằm mục đích là để hóa giải tai ách. Cụ thể, nên đeo những trang sức hay đá quý có màu vàng hoặc màu nâu như đá thạch anh tóc nâu, thạch anh tóc vàng. Trường hợp gia chủ là nam giới được sao Thái Dương chiếu mệnh, để tăng gấp đôi, gấp ba hay gấp nhiều lần sự may mắn thì gia chủ nên sử dụng những đá quý, trang sức thuộc hành hỏa, hành mộc, ví dụ như đá thạch anh tím, thạch anh đỏ, vòng tay ngọc Myanmar. Gia chủ quý Mão sinh năm 1963, nữ mạng năm nay gặp hạn địa võng. Nhắc đến hạn địa võng, người xưa có hai câu thơ lục bát như sau: địa võng nhiều nỗi buồn than, lời ăn tiếng nói xanh đoan dày già. Có nghĩa là người nào gặp phải hạn này, gặp nhiều nỗi buồn trong cuộc sống, gặp nhiều rắc rối thị phi, dù làm đúng hay làm sai vẫn bị người khác hiểu nhầm, muôn đời mang tiếng xấu. Điều này khiến tâm trạng người gặp trở nên đau buồn và phiền lòng. Khi gặp hạn này thì các mối quan hệ xuất hiện nhiều mâu thuẫn, hiểu nhầm. Trong gia đình thì lời qua tiếng lại, khiến không khí luôn căng thẳng và mệt mỏi. Không nên quá tin vào lời nói của người khác, nhất là không cho người lạ mặt ở hay ngủ nhờ, chẳng may tai bay vạ gió, hao tiền tốn của, dễ xảy ra tình trạng trộm cắp, mất mát tài sản. Hóa giải, để giảm bớt ảnh hưởng của hạn địa võng, gia chủ chú ý không nên đi ra khỏi nhà vào trời tối, không may tai nạn bất ngờ xảy ra, rất nguy hiểm, nhẹ thì hoảng sợ, tiền của mất mát khi gặp kẻ xấu, nặng thì tai nạn đe dọa đến tính mạng và cái chết. Sau đó, gia chủ không nên cho người lạ mặt vay mượn tiền hoặc ngủ nhờ qua đêm, chẳng may gặp phải kẻ xấu nổi lòng tham, đánh cắp tài sản, thậm chí còn sát hại đến tính mạng. Quan trọng hơn, gia chủ cần thành tâm, sống hướng thiện, thường xuyên đi chùa để thắp hương cầu Phật, mong gia đạo được bình an, sức khỏe dồi dào. Luận tử vi quý Mão sinh năm 1963, nữ mạng, theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, đón xuân đầu năm bên gia đạo, tuy nhiên tháng này, tình cảm trong gia đình của gia chủ không được tốt. Tháng 2, trong tháng này, gia chủ chú ý sức khỏe không được tốt, có thể ốm đau bệnh tật, lâu ngày khó khỏi hoặc trong nhà có chuyện buồn đưa tới. Tháng 3, công việc làm ăn của con cháu gia chủ trong tháng 3 không đạt kết quả tốt như kỳ vọng, bên cạnh đó còn gặp nhiều chuyện buồn phiền. Tháng 4, ra ngoài trong tháng này, gia chủ sinh năm Quý Mão cần chú ý cẩn thận xe cộ hoặc đi lại chú ý. Tháng 5, được phúc đức của tổ tiên nên tình hình sức khỏe của gia chủ rất tốt trong tháng này. Tháng 6, tình cảm của những thành viên trong gia đạo tháng 6 không được tốt, sức khỏe của gia chủ cũng không được tốt. Tháng 7, nhờ được hưởng về âm phần phúc tổ tiên nên đây là tháng chủ về làm việc hung hóa, cát lành. Tháng 8, gia chủ đón nhiều niềm vui mới trong gia đạo, tuy nhiên tháng này gia chủ sinh năm 1963, chú ý có con vật cắn hoặc là đá. Tháng 9, đây là tháng gia chủ phải chú ý về sức khỏe vì sức khỏe không được tốt. Tháng 10, khi ra ngoài trong tháng 10, gia chủ tuổi Quý Mão nữ mạng chú ý cẩn thận xe cộ hoặc đề phòng có kẻ gian trộm đạo quân gian. Tháng 11, công việc của con cháu trong tháng này không được tốt. Tháng 12, gia đạo có chuyện buồn. Tổng kết tử vi tuổi Quý Mão sinh năm 1963 nữ mạng trong năm Quý Mão 2023. Về sự nghiệp, người tuổi này nếu vẫn đang trong thời gian tại chức có thể khá đau đầu vì sự nghiệp trong năm không quá suôn sẻ. Bản mệnh gặp khó khăn trong việc thích nghi với những hoàn cảnh mới, tinh thần và tâm trí không còn quá minh mẫn, vấp phải sự cạnh tranh với lớp trẻ. Nếu bạn không giữ thái độ hòa ái và rộng lượng, rất có thể sẽ chuốc lấy nhiều rắc rối hơn. Thậm chí điều tiếng thị phi có thể bủa vây, lấy bạn ở tuổi này sẽ càng mệt mỏi. Còn nếu đã về hưu, tuổi này không còn phải bon chen và vướng bận về điều gì nên có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống quây quần bên con cháu. Về tài chính nhìn chung ổn định nhờ bạn biết cách chi tiêu tiết kiệm và cũng có khoản thu nhập đều đặn từ công việc. Ngay cả khi thu nhập của bạn năm nay thấp hơn nhiều so với những năm trước thì cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống. Tuy nhiên, bạn không nên mạo hiểm đầu tư hay ở mở rộng quy mô kinh doanh trong năm tuổi để đề phòng bất trắc, tiền bạc nên tích lũy hơn là điều động khoản lớn ở thời điểm này. Về sức khỏe, năm 2023, người tuổi Quý Mão sinh năm 1963 sẽ có sức khỏe kém và cần phải cẩn thận hơn. Năm tuổi sẽ dẫn đến kém may mắn, đặc biệt là về sức khỏe. Đó sẽ là mối quan tâm cho cả năm.
Trong năm có xu hướng chịu nhiều loại bệnh, đặc biệt có thể bạn tham gia một hoạt động hoặc chấn thương cũ tái phát, đi dạo hoặc tập thể dục với gia đình, bạn bè và không đi ra ngoài một mình. Gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mệnh chủ trong năm nay cần phải sử dụng vòng cổ, bát bảo, tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt gia chủ tuổi Quý Mão sinh năm 1963 nữ mạng. Về tình cảm gia đạo, trong năm 2023, nữ mạng Quý Mão có một số khúc mắc trong quan hệ tình cảm, chủ yếu là với con cái do đôi bên không còn tìm được tiếng nói chung. Có thể tâm tính dồn nén nhiều thứ, lại ảnh hưởng của chướng mãn kinh khiến bạn trở nên khó tính hơn, gây nên ra nhiều chuyện không vui trong mối quan hệ với những người xung quanh. Do đó, bạn nên điều chỉnh tâm lý, thay đổi một số thói quen sinh hoạt trước kia, tự tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống cho bản thân, như bầu bạn với bạn đời, giúp con cái chăm sóc trẻ, chăm sóc cây cối, vườn tược ở trong nhà. Gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi giúp kỵ tà hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Quý Mão sinh năm 1963 nữ mạng để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu về lá số tử vi của tuổi Quý Mão trong năm 2023 Quý Mão. Qua đó quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong năm 2023 Quý Mão này. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và biểu tượng chuông thông báo để luôn là người đầu tiên nhận được những video mới nhất của chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.